Khi Liễu, Cẩm Hồng, Cẩm Chướng, trời ơi dậy đi mấy con. Thiệt tình nè mấy bà nội này nè. Giờ này mà còn ngủ nữa hà, bực bội ghê đó. Quán mấy bữa nay có khách mực quá. Giờ phải gọi điện thoại em kiếm khách mới được. Alo, anh Năm hả? Trời ơi, sao bữa giờ ông ghé quán em vậy? Trời ơi, lúc này có mấy anh em mới về đẹp lắm luôn á nha. Anh muốn cỡ nào cũng có hết trơn á. Để em giới thiệu với anh nè. Búp cũng có nè. Mới nở cũng có nè. Nở tè lè tét lét cũng có nè. Anh cần không? Anh cứ việc qua quán em đi. Nếu mà anh không thích tới bắt em thế vô. Hả? Anh ói hả? Ói là chuyện bình thường, không ói mới là chuyện lạ đó. Ok vậy nha, chiều ghé quán em nha. Dạ em chào chị. Trời ơi, con nhỏ này nó dễ thương ghê, mới vô quán mình là biết giới tính của mình liền à. Em. Dạ. Em đi đâu đây? Dạ em đi xin việc làm. Ủa, sao em biết ở đây cần người làm? Dạ em nghe đồn. Trời, trời chết rồi em ơi, trời nó đồn gì vậy em? Trời ơi, trời chị nói thiệt em, chị làm ăn kín đáo. Trời vậy, em ơi, chị nó ơi, đồn gì em? Kín đáo không hay là phi pháp mà sao chị nhoi như dòi vậy chị? Phải, chị nghe đồn cho chị sợ. Vậy hả? Nó nghe nè, em ơi em cần việc làm hả? Dạ. Nhưng mà tiếc là quán của chị bây giờ nó không còn người làm nữa rồi. Cái gì cũng có người làm hết trơn rồi, nên chị không có nhận em đâu. Em năn nỉ chị mà, tại vì nhà em xa lắm, nếu mà chị không nhận em không biết đi đâu hết trơn á. Nhà em ở đâu mà xa? Nhà em xa lắm chị. Chị nhận em nghe chị. Nhà em ở đâu? Thưa chị, em ở một vùng xa xôi lắm. Đạp sương hàn gió tuyết trở về đây. Xa là ở đâu? Em từ một vùng xa xôi lắm. Đạp sương hàn gió tuyết trở về đây. Mà xa là đâu? Em từ một vùng xa xôi lắm. Đạp sương hàn gió tuyết trở về đây. Sao chị biết hai cái gì chị? Bà nói 280.000 lần mà tôi không biết sao được. Dạ. Thôi giờ thấy em dễ thương, xinh đẹp. Dạ. Thôi bây giờ chị tạm thời nhận em. Nhưng mà cái quán của chị, người ta vô trong này người ta phải biết uống bia uống rượu. Em có biết uống bia uống rượu gì không? Chị yên tâm đi, trong người em 70% là bia với rượu rồi. Còn 30% xăng. Ủa sao có vụ xăng đây nữa? Tại hồi đó em bán xăng lậu bị bắt, giờ bỏ nghề luôn rồi. Em ơi, quán của chị còn những người thích viên biết hát karaoke. Em biết ca biết hát gì không? Dạ cái gì em cũng biết hát hết trơn á. Nhạc trữ tình, giọng cổ, nhạc rock, nhạc gì em cũng biết hết trơn á. Chị hát cho chị nghe đi. Nếu mà hát hay chị nhận em vô quán dạ, liền luôn á. Dạ, dạ em hát anh. Hát nha. Hey. Ôi trời ơi, đã nha. Trời ơi, ốc nha. Trời ơi, hết sảy. Còn gì ai gieo cảnh nắng cay, để giờ đây mình sống kiếp đơn côi. Vì đường tương lai mịt mờ tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai. Vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Chị ơi, sao vậy chị? Trời ơi, tôi lại bà nội. Dạ em hát đó. Khách chưa quán tôi, người ta hát karaoke. Bà quất 100+ chữ nó chết hết là ai uống? Dạ không được. Vậy thôi hát nhạc khác nha. Nhạc gì? Em hát bài này giật được không? Bài gì? Bài này có cái chiêu gì khác không? Thôi em múa lửa đi. Múa lửa phải không? Dạ, cái dạ. Này đặc biệt rồi nha. Dạ, trời ơi, quán bia ôm mà có múa lửa là đã lắm á. Dạ, mà, dạ trước... mà, em múa lửa cho chị coi đi. Dạ trước khi em múa thì chị đi kiếm bình xịt giùm em đi. Ủa kiếm bình xịt gì vậy? Dạ rằng lát có cháy anh xịt vô. Trời. Em múa lửa này bị cháy lắm hả? Dạ vậy á. Nè bởi vậy chị không thấy da em trắng sao? Trời ơi sức kem gì vậy? Đâu có cho cháy riết lột da mà trắng vậy á. Múa lửa tôi coi đi bạn. Dạ em múa nha. Vô, múa lửa. Bà rạch quá ha. Lửa dưới này á, nó cháy á, dập còn thấy bà nội luôn á. Bà đi thỉnh lửa cao nguyên gì nó cháy sao dập bà.
cái này là bình thường thôi, lửa cao nguyên cháy mới là lạ. Thôi dẹp đi. Dạ không được hả? Không. Thôi dẹp, nói chị nghe nè, bây giờ em hát á, mà tí nữa em hát á, trong lời hát của em có nói chữ gì chữ có thì chị nói giùm em chữ có được không? Rồi rủi gì tôi không biết làm sao? Thì không biết chị cũng nói chữ có giùm em đi. Không biết cũng nói có nữa ba. Dạ dạ. Rồi thôi muốn lửa lại tôi coi coi. Dạ. Nhau. Cháy lên đi lửa chết cao nguyên. Cháy lên đi lửa chết cao nguyên. Em có nghe thấy gió nói gì không? Có. Em có nghe thấy gió nói gì không? Có. Em có nghe thấy gió nói gì không? Có. Em có nghe thấy gió nói gì không? Ngân ngân anh để hỏi nghe. Gì? Chị gió nói gì chị vậy? Ủa gió đâu nói gì đâu? Có. Hồi nãy em hỏi chị nó có đó. Ủa nó đâu nói gì chị đâu? Có mà chị nói em giận chị á. Ê con quỷ mày điên hả mày? Tự nhiên cái mày hỏi là em nó hỏi gì chị nói có, em hỏi gì chị nói có. Cái tao nói có cái mày hỏi gió nói gì. Mày làm như gió với tao là bạn vậy đó. Chứ gì nữa, chị là bóng, còn nó là gió. Bóng với gió là bạn với nhau chứ gì nữa. Trời. Ê nãy giờ mày vô quán đó tao bực bội lắm nha, mày không có làm gì được hết, ca hát cũng không được, mà nhảy múa cũng không được nữa. Bây giờ tao đếm 1, 2, 3 mày bước ra khỏi quán cho tao nha không? 1, 2, 3, biết. Chiều chưa đi, màn đêm buông xuống. Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng quần xa rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời. Trời ơi em ơi, em ơi, nhỏ nào mới hát hay quá. Chỉ cho chị nhận nó vô quán của chị làm liền. Em á chị. Trời ơi em hả? Dạ. Sao nãy giờ giấu chuyện nó nghe nè. Thôi bây giờ chị nhận em ở đây làm việc với chị nha. Ráng cố gắng làm việc, trước sau gì cũng trở thành má mì giống như chị. Thôi em không chịu làm má mì đâu. Vậy chứ muốn làm gì? Em muốn làm ngoại mì. Ủa ngoại mì là gì? Ngoại mì là má của má mì á, là tao là má của mày á. Ủa chị là ai đây? Trời, tự giới thiệu với cưng nè. Chị là má mì mộng mị. Trời ơi chị Mỹ. Trời ơi trước giờ chị là một tú bà nổi tiếng khắp vùng này đó. Đi đâu cũng có em út đi theo bảo vệ chị hết trơn á. Ủa tự nhiên sao làm ăn ngon cái thì bỏ nghề vậy? Trời em biết sao cái nghề này nó thức đức lắm. Bởi vậy em biết không, nhiều khi chị nằm suy nghĩ chị đau khổ lắm. Trời đất ơi, chị bắt con của người ta chị đem bán. Rồi một ngày đẹp trời đó người ta bắt con của chị đem bán lại. Trời sao chị sống nổi em? Không, chị quyết định chị bỏ nghề. Cho nên là chị cho đàn em của chị về quê hết. Mà em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao chị cho đàn em chị về quê hết mà em chẳng được, em kêu nó làm là sao vậy? Quang cho em mà. Tự nhiên mấy nhỏ kia nó thất nghiệp, nó nói chị ơi em khổ quá, chị ơi em khổ quá. Cái em nhận nó vô làm em giúp đỡ cho tụi nó chứ bộ à. Em giúp đỡ gì? Em hại tụi nó thì có chứ em giúp đỡ cái gì? Đâu có đâu. Giờ chị muốn sao? Chị muốn em bỏ nghề. Bỏ nghề? Ừ. Bỏ nghề hả? Ừ. Trời ơi tự nhiên cái chị giờ chị không còn ai hết trơn, thân thuộc trơn á. Tự nhiên cái chị đó đây chị bắt tôi bỏ nghề. Trời ơi chị bây giờ là tú bà đã hết thời rồi chị biết không? Mắc mớ gì tôi nghe lời chị tôi bỏ nghề. Trời ơi. Em có biết thằng Tám Thẹo không? Tám Thẹo giang hồ chém đâu chúng đó chứ gì? Đúng rồi, nó chém hả? Nó chém là có giá luôn đó em. Giá sao? Tay trái 1 triệu, chân trái 1 triệu, hai cái khuyến mãi 1 cái. Khuyến mãi gì? Tay phải. Ủa sao chém hai thứ khuyến mãi tay phải? Thì chém em lấy tay phải em đỡ lên phải rớt tay phải ông chờ tặng em luôn đó. Chị bỏ nghề chưa? Dạ. Nghe lời chị đi cưng, bỏ nghề nghe không? Không có làm cái nghề này nữa, thức đức lắm nghe không? Để đức lại cho con cháu. Mà chị nghĩ em không có con đâu, để đức lại cho cháu. Về nha cưng. Dạ chị về. Nghe lời chị bỏ nghề nha cưng. Dạ. Nghề này thức đức lắm nha cưng. Dạ. Chị về nha cưng. Dạ. Lời khuyên của chị ấy cũng đúng. Ở đời gieo gió gặt bão, nếu mà mình trồng trái ngọt thì sẽ ăn trái ngọt, còn trồng trái đắng thì ăn sẽ đắng. Mà bả có cái thằng giang hồ tên Tám Thẹo, nó lắc là tôi hết tay hết chân. Trời ơi bóng mà không có tay có chân ai yêu. Thôi chị ơi em nghe lời chị em bỏ nghề. Quá 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 quá.
mới đây mà tôi tàn tạ dữ vậy sao ta? Em muốn con công nhận ra mình thân xác hoang tàn, con nhận ra làm xiếc cũng không được, em út cũng không nhận ra tôi đâu phải là cái người mà bất tài vô dụng đâu ta. Tại sao, tại sao không có ai phát hiện ra tài năng của tôi hết vậy trời ơi? Có ai vậy? Tôi nè. Ai vậy? Tôi phát hiện nè. Đâu? Em ơi, chờ. Phải ông này không? Hợp ấu như vậy? Mình vừa la lên là đúng giọng. Thử lại phát nữa coi. Sao không ai phát hiện ra tài năng của tôi hết vậy trời ơi? Cơ. Đó, ổng mà. Tôi nè. Anh, em đó chính là bà em. Đây nè. Đây. Wow. Em nói rồi mà. Hay quá. Tiếp động nha, hay quá. Đây nè ông ơi. Em nè. Thôi. Đi lộn mà đánh nhạc hoài. Nhìn đi. Xây lưng qua, xây lưng qua. Wow, cái lưng ăn ảnh quá. Điện ảnh là cần cái mặt ăn ảnh ông ơi. Wow. Good. 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 Là cái gì? Đúng rồi, tốt quá, hiểu chưa? Hả vậy hả? Good. Số 1. À. Thư ký đâu? Ký hợp đồng. Dạ, hợp đồng luôn. Thư ký. Dạ. Chị cho em xin tờ giấy em ký hợp đồng. Ủa sao giống tôi vậy? Hai người cùng hãng mà. Thư ký. Dạ. Ký hợp đồng. Ê. Tát. Ông chắc cũng cùng hãng quá. Ký hợp đồng. Dạ, ký hợp đồng. Hay quá. Anh ơi, em ký hợp đồng, em lấy nghệ danh tên gì anh? À, bây giờ anh đóng một cái vai tên là Quần. Quần. Nghệ danh mà lấy tên Quần thì nó hơi thấp một chút. Quần. Ê, nhưng mà không sao, Kim Siêu Quần cũng nổi tiếng vậy. Không. Mình không thể nào lấy Kim Siêu Quần được, đúng hàng. Dạ. Anh lấy chữ lót là chữ Trúng. Wow. Là sao anh? Trúng Quần. Là tên, tên tiếng Anh mà, tên tiếng Anh. Dạ. Còn tên Việt là Quần Trúng. Là sao? Đóng Quần Trúng đó mệt quá. Đóng Quần Trúng không đâu sao? Ừ. Mình phải đóng Quần Trúng đi. Đúng. Mai mốt biết đâu được, mình cũng nổi tiếng thì sao? Đúng, nghề dạy nghề mà. Cha mẹ ơi, cầm cái viết mà lòng con mừng quá. Tao đang vui đó. Tao đang vui đó nghe. Mày quất cái nhạc tao nhão luôn à. Ký vô. Bút đây nghiêng mực đâu. Ủa, nghiêng mực. Nghiêng mực gì? Nghiêng mực. Bút bi. Mệt quá, nghiêng mực được nữa. Ký vô đây nè. Cha mẹ ơi, từ nay trong cuộc đời của con đã nhấn được một điểm son, thò cái bút đặt xuống là được giai Quần Trúng. Ký rồi. Xong, vô thái độ. Thái độ. Gặp chị phục trang thái độ liền. Đóng liền hả anh? Nhớ lên. Dạ cảm ơn anh. Hay trời quá. Ơi được giai Quần Trúng rồi. Hay quá. Chuẩn bị. Good. Phản quang xong chưa? Xong. Đô ly xong chưa? Xong. Cơm nước xong chưa? Ăn hết rồi. Ôi trời. Quá đáng, chưa hết ăn cơm hết, giữ mặt không à? Thiết kế đâu? Dạ. Thiết kế. Dạ. Đem hai ghế à? Ghế đâu? Dạ. Để lên trên cho tôi. Để lên đây hả đồng chí? Đâu lại, hay lắm. Dạ. Ok, sắp ngay đàng hoàng tôi. Dạ. Hai diễn viên chánh đâu? Dạ. Diễn viên đâu ra chuẩn bị lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Quá hay quá. Good. Hay quá, vô ngồi đi. Chuẩn bị, xong chưa? Ê, ca. Dạ.
Cái gì vậy? Ủa vậy đâu vậy? Sao vậy đạo diễn? Tiêu rồi. À cái gì? Dĩ nhiên chánh mà nguyên một rồi sao vậy? Em không biết gì đâu. Em bán hủ tiếu ở trong công viên á. Ừ. Có anh kia anh lại anh để cái tay vậy nè. Hộp dây. Rồi em vô em quay cho em có biết gì đâu. Ủa cái thằng chọn nó sao giống tôi vậy ta? À, hồi nãy tôi nhìn có nửa bên à. Ông nội ơi, giờ mới nhìn nguyên mặt. À không sao. Dạ không sao. Thời buổi công nghệ mà. Công nghệ. Sau khi quay xong bộ phim. Dạ rồi. Tôi sẽ lên vi tính. Tôi túi làm sao mất một rùi của anh. Được chưa? Quá hay. Ok. Ok. Khúc này là cô gái ôm chàng trai, cô gái cười. Nhớ không? Dạ nhớ. Music. Diễm. Đúng rồi. Hai người ôm nhau đi. Cô gái cười. Ê ca. Tiêu rồi. Trời gì vậy đâu vậy? Cắt hoài vậy. Tiêu rồi chó chết. Sao vậy đâu diễn? Quay phim như vậy là chó chết. Sao? Cái gương mặt của cô. Dạ. Chó chết. Gương mặt của cô bị thiếu gì đó. Không có. Có. Đâu. Đâu cười thử coi. Dạ. Trời ơi. Đi đó anh hỏi tiền đạo sao đã. À, không sao. Bây giờ vậy. Dạ. Sau khi quay xong. Quay xong. Tôi sẽ lên vi tính tôi tút làm sao cái mục rùi của anh. Mục rùi của em. Đắp vô răng súng của bà. Được. Vi tính làm được. Khúc này là hai người ôm nhau, hôn nhau, thấm thiết. Không dám đâu. Thôi. Anh chị đều xấu như nhau. Bây giờ lên vi tính nè. Tôi tút hai người đẹp như tôi được chưa? Giờ sao? Muốn quay không muốn nghỉ? Quay. Muốn có tiền không? Dạ muốn à. Giỡn mặt không à? Quay. Diễn viên quần chúng đâu? Diễn viên quần chúng. Dạ có em. Đâu? Wow. Diễn viên quần chúng mặc đồ đẹp hơn diễn viên chánh nữa. Quá sốc luôn. Đâu đưa mặt coi thử coi. Trời má ơi. Làm cái gì tha cái môi dữ vậy? Em quánh cái môi như vậy nó mới tông xẹt tông vô cái áo. Trời ơi, quần chúng mà làm quá à. Trời ơi, lên phim cần phải nổi mà. Mình phải quất làm sao cho nó nổi hơn người khác mình mới lên phim chứ. Đúng. Thôi giờ vậy, anh xuất hiện anh buồn. Lý do vậy buồn, anh mới bị người yêu bỏ. Người yêu bỏ hả? Ừ. Đúng tâm trạng em luôn, em mới bị người yêu em bỏ ra. Thấy chưa, quá hay. Anh diễn 3 giây thôi. Ba 3 giây đi ngang máy thôi. Anh hiểu ý đồ tôi nói không? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Không hiểu gì quốc đại cho rồi. Nha, thấy hai người này ôm nhau, hạnh phúc quá buồn nghe chưa? Biết rồi. Diễn cái nét buồn cho tôi. Music. Hai người ôm nhau. Rồi, hai người diễn. Trời ơi. Diễn viên quần chúng diễn. Ha! Cái gì? Làm gì phát hiện gì vậy? Phát hiện nhẹ nhàng thôi ông nội. Quần chúng mà làm quá. Ai biết đâu thì phải dặn chứ. Quần chúng 3 giây. Hiểu không? Không làm tôi hết hồn. Music. Hai người diễn đàng hoàng thôi. Diễn đàng hoàng thấy chưa? Máy diễn. Diễn kiếm gì vậy? Trời ơi. Diễn viên quần chúng diễn. Hả? Rồi xong rồi buồn hay quá buồn. Đi qua luôn rồi, á. Rồi đi qua hết vai rồi đi vô đi. Qua luôn. Hết vai rồi đi vô đi. Qua luôn. Hết vai rồi đi vô đi. Rồi xong. Đi vô. Hết vai rồi đi vô đi. Đi vô đi. Đi vô. Đi vô. Mày làm cái gì vậy? Tới tôi quay mà ba. Đi vô đi. Tao đá mày giờ. Đi vô. Thôi. Cho chết. Em à. Cho chết. Sao phải? Còn nhỏ lớn chưa đúng phim mà. Hả? Tôi mà đi đoàn khác rồi tôi đâu đi đoàn ông đâu. Giờ sao? Bây giờ em xin đạo diễn cho em một cái gần mặt. Đạo diễn lấy cái máy quất thẳng vô cái mặt em đi. Cho mọi người biết về em một chút. Điện ảnh người ta gọi đó là cái cận. Không, đừng có lừa em. Có điện ảnh hay là chỗ làm kiến người ta cận là phải đeo kiến mới gọi là cận. Còn cái này là gần mặt, hiểu chưa? Quay về ta gọi là quay cận, hiểu chưa? Dạ. Rồi gần, qua đi, qua bển đi. Có quay phải cho em cái gần mặt chứ. 3 giây thôi nha. 3 giây cũng được nhưng mà phải hai gần thì... mặt. Tụi em sao anh? Hai người này diễn đàng hoàng thôi. Diễn cái mới diễn, không? Ờ, diễn nào mới, diễn vậy, diễn như quần chúng bắt trước. Ok. Diễn mà như đồng hồ quả lắc vậy. Rồi, diễn cái mới. Diễn đàng hoàng hay chưa? Ok. Quần chúng 3 giây thôi nha. Biết rồi. Music. Diễn. Đúng rồi.
hai người dễ. Ủa kiếm ai vậy? Ủa dễ đó hả? Trời ơi ba má ơi, quần chốn dễ hả? Rồi dễ đi, hết vai rồi, đi vô, đi vô đi, vô đi, đi ra sao đi ông nội, đi vô đi, đi ra sao, đi vô đi. Trời ơi tôi chết với anh này thiệt, đá nó vô luôn đi, đạp đạp nó vô. Không biết ai mời khùng này nữa. Ai mời vậy đâu Diễn? Tôi với ai? Đỡ bực mình à. Giờ sao đâu Diễn? Diễn viên gì? Cái mặt thì đưa vô cái máy còn cái tay nè. Không thấy vậy hay á. Hay ông nội tôi á. Dạ dạ nha. Cho nó phong phú. Đổi bối cảnh. Đổi dạ đổi bối cảnh. Anh chị đi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật. Đang đi hưởng tuần trăng mật tình cờ cô gái bị rắn cắn. Anh hút máu cho cô gái. Tôi hút máu. Máu độc chạy vào người anh. Rồi sao? Cô gái chết. Ủa, sao kỳ vậy đâu vậy? Anh hút máu độc thôi, em quên hút hết máu người ta. Nhưng không sao, tôi đạo diễn mà tôi sửa kịch bản. Dạ, sửa kịch bản đi. Đạo diễn kỳ anh chết. Quá. Tôi chết. Cô gái khóc. Đúng rồi. Nước mắt cô gái khóc làm sao nhỏ vào miệng của anh. Anh thấy mặn mặn, anh sống lại. Trời ơi. Anh thấy ly kỳ không? Ly kỳ. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Anh hiểu ý đồ tôi nói không? Hiểu. Do you understand? Ten. Do you understand? Ten. Anh nói ten bị sai, chị này nói ten mới đúng nè. Ủa sao vậy? Chị súng răng nó có gió. Trời ơi. Súng răng nói tiếng Anh hay ghê. Ten mà văn tùm lum mà. Hưởng tuần cái mật, diễn. Diễn đúng rồi, hay lắm, diễn đi. Dạ. Ê, lộn tuần không nổi. Cái này đi thỉnh kinh mà. Trời chết tôi rồi. Rắn cắn. Bắt con rắn giết. Bắt. Mày bắt con gì vậy? Dạ em bắt con rắn. Rắn nó bự lắm ba. Ba bắt con Chí hả? Men lên. Men. Dạ. Bắt lại bắt. Giết. Chết à. Hung mau. Hung. Ý trời ơi. Gì vậy? Cái chân bả hộp sòn không à. Vì tính xóa được. Xóa được mà. Hút. Hút. Chết à. Chết. Cô gái khóc. Khóc. Tiêu rồi, chó chết. Đó là cái điều tồi tệ nhất đấy, chó chết. Diễn viên quần chúng đâu? Diễn viên quần chúng. Dạ có em. Ra biểu coi. Quay phim gì? Quay phim gì? Em đâu biết đâu. Dần chăng khóc. Mặc đồ gì? Máu nhuộm mới là ngại. Ông rảnh quá à. Thì thấy máu nhuộm là mới khóc. Nhưng mà hết rồi, quay 3 giây hết vai mặc đồ duyên chi vậy? Ai biết đâu, tưởng nó còn. Quần chúng mà em sân si thấy sợ luôn rồi. Cầm cái máy đi, làm trợ lý quay cho tôi. Ok, biết quay không? Quay đi. Biết khóc không? Dạ biết. Khóc không được là cắt vai cho chưa? Dạ dạ. Quay giùm tôi đi, quay đi. Quay. Cái gì vậy trời? Quay phim. Tao đang quay nè. Dạ ông nội quay phim chứ mọi là quay cái máy. Tại ông không rõ ràng, ông nói cầm cái máy quay giùm tôi thì tôi tưởng quay vậy. Còn quay phim thì nói quay phim. Quay phim đi, mệt quá. Nằm xuống chết giùm tôi đi. Khóc giùm tôi cái. Chết đi. Hey. Trời, ba cái máy quay phim không phải là cái súng. Cầm ngược rồi ông nội. Quay sao hồi giờ đâu có biết máy quay phim. Bấm nút đỏ giùm tôi. Đưa con mắt vô đây. Ừ. Sao lội chồng luôn đi. Đạo diễn tóc dài căng quá. Cãi tôi. Quay giờ chết chưa? Chuẩn bị. Quay cái chết giùm tôi. Quay. Bấm nút đỏ phải không? Ừ. Cô gái chừng nào kêu khóc là khóc nha. Quay đi. Quay cái chết. Quay. Action. Nói gì vậy? Nói gì vậy? À quên rồi. Action là hành động. Good. Action là hành động. Từ nay tôi kêu accident là tai nạn, hiểu không? Quay đi ông nội. Hả? Quay.
Quay quay ông nội. Cô gái chuẩn bị khóc. Chết quay, đi. Quay cái gì? Quay cái chết. Quay cái chết. Xong bê lên cô gái khóc. Hiểu không? Hiểu. Chuẩn bị. Chết quay đi. Quay cái chết. Mưu xích. Có mưu xích không? Này tập thử. Tập thử. Tập thử khỏi mưu xích. Tập thử. Quay cái chết. Quay. Action. Đúng rồi. Hay lắm. Đúng rồi. Mẹ này quay đâu vậy? Ê. Mày làm gì vậy? Đang quay cái chết. Ai chết? Con rắn chết. Trời ơi. Tiêu rồi. Tiêu rồi, chó chết. Đâu, cái này là con rắn chết chứ không phải con chó chết. Mày là chó chết. Bây giờ quay chết con chó nè. Bây giờ mày quay cái ông nội này chết. Bà ngoại này mới khóc được. Hiểu chưa ông cố? Hiểu rồi ông tổ. Quay đi. Quay bà khóc không? Ừ. Đạo diễn mặt có duyên ghê. Để tôi. Em đâu biết đâu, lâu lâu khen lần. Không có giỡn, tập trung, tập trung. Thì em đâu có giỡn đâu, em đang tập trung, rất tập trung. Action. Khóc đi, khóc, đưa cái máy vô. Trời, trời, trời. Cái gì vậy? Gì đó trời? Vô gì? Chơi, mày chơi hù mày. Mày khóc gì ác, ác nhân ác đất vậy? Hù gì? Cái hàm răng mà thấy ghê luôn à. Trời ơi. Đừng có nhe răng này tôi được chưa? Đừng có nhe răng ra bà. Khóc mà sao không có nước mắt mà đi hù người ta? Đạo diễn cho em xin chai nước suối. Chi vậy? Làm hai giọt nước mắt. Trời. Lấy chai dầu xanh được không? Lên vi tính tôi nhỏ cho chị hai giọt. Khóc đi, không có nước mắt mà vi tính làm được, hiểu chưa? Dạ, dạ. Xuống đi ông nút rồi. Hả? Nằm xuống đi ông nút rồi. Trời ơi, thiệt á, ngày xưa ông không biết là cái gì đầu thai lại mà quất nguyên cái hộp bự quá. Rồi chuẩn bị. Khóc đi. Quay. Tần, tần. Sống lại vậy? Hả? Anh còn sống ư? Good. Anh chưa chết à? Hey, anh còn sống. Anh chưa chết à? Anh còn sống. Ê! Anh chưa chết à? Đi vô. Làm lại từ đầu. Cái vụ này bỏ nha. Bảy là bả mà. Hết mấy người đó diễn viên quần chúng. Làm ăn kìa. Nó tự quay nó luôn. Tự bỏ tiền đóng dây chánh luôn đi. Bực mình à. Nhìn cái môi của mày hết muốn ăn thịt bò rồi. Thằng ông diễn môi thấy sợ luôn. Diễn nè, diễn. Cái gần, quay cái gần. Đó, để chờ. Lúc này là diễn xuất thoải mái luôn. Quay cái gần, ok. Cho em cái gần hả? Ok. Chờ em chỉnh phục trang á. Ồ, đẹp quá. Rồi, cái máy là diễn nha. Máy, diễn. Đó, hay lắm. Thấy tôi đẹp không? Ê, diễn. Diễn gì ông nội? Gương mặt đó của tôi đó. Ê, lộn tụng rồi. Không phải gương mặt đó của ai đâu. Của tôi. Đi ơi. Tự nhiên lời hỏi gì tùm lum đây. Đi vô làm lại từ đầu. Y như hồi lúc đầu không có nói gì hết. Nãy được giờ chưa quay hả? Chưa. Bây giờ quay thiệt nè. Đi vô đi. Vô lấy 15 ngàn rồi chuẩn bị đi về luôn. Đồng chú đóng đóng một mình chứ 15 ngàn bạc. Rồi. Chị chảnh đâu. Ra giùm tôi đi. Quay lại từ đầu. Không có dở mặt nữa nghe chưa. Tập trung. Chỉ gì một chúng bỏ bộ đồ đó giùm tôi nha. Không thể nào mặc đồ Bến Thượng Hải được. Miêu. Ông làm. Ông làm gì ông nhảy hớp giỏi lắm vậy. Nhìn ông nhảy hớp giống như người ta đang trẻ tuổi. Ứ nhảy hít hớp. Dần chăn khóc, tình cảm, nhạc tình cảm, chữ tình. Nghĩ sao hít hớp? Lâu lâu cũng nghe mấy đứa nó remix lại đó. Bây giờ diễn đàng hoàng cho tôi, mặc đồ dày mà diễn buồn cho tôi. Bỏ cái vụ hít hớp cho tôi, ok? Được rồi. Quan kia. Bực mình. À, mẹ tự nhiên con mẹ phục trang đưa bộ đồ, nó kêu bận dừa, bận cái đái xuống tới đầu gối luôn. Khó chịu chết luôn. Bây giờ tập trung chưa? Tập trung chưa? Cái gì vậy? Vậy sao quay? Vậy sao tôi quay được? Nó rất là khó chịu. Tập trung đi. Nó cà cà vô cái đùi nhột quá đi. Hồi xưa giờ có bận cái đồ này đâu. Cố gắng chịu đựng.
ngứa ngáy gì cũng cố gắng chịu đựng. Ok, music. Diễn. Đúng rồi. Rồi, quần chúng diễn đi. Trời ơi trời, ông diễn rồi. Trời ơi, ông buồn mà ông vui hết sợ luôn. Rồi đi vô đi. Rắn cắn. Bắt rắn giết. Hay lắm, đúng rồi. Rồi, hay quá. Hay lắm. Hay quá, khóc đi, khóc đi, khóc đi. Khóc đi. Trời, bỏ cái ngón tay ra. Cái ngón tay của ai vậy? Cái ngón tay. Trời ơi. Thôi. Đi vô đi. Nãy giờ toàn là ông, toàn là ông làm phim tôi hư không à. Bước qua nè. Nãy giờ quay được những gì? Chiếu tôi coi coi. Monitor đâu? Hồi nãy giờ quay được gì? Chiếu cho tôi coi. Ê, tắt đi, tắt. Gì kỳ vậy? Hồi nãy giờ tôi quay mì ăn liền là sao? Bộ phim tôi quay mì ăn liền là sao? Ai trẻ ác vậy? Ai trẻ ác? Bộ phim quay quá sức là công phu tôi lăn lộn dưới đất một tiếng đồng hồ rồi. Đúng. Tại sao lại đưa lên là mì ăn liền? Đúng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ai chơi cái kiểu này? Đáng lý là phở ăn liền mới đúng. Giỡn mặt hả? Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra mì ăn liền là sao? Giỡn mặt cái gì? Ông đạo diễn á hả? Ừ. Tôi có lời chê ông đó. Sao chê tôi? Làm phim gì thấy gốm? Sao thấy gốm? Nguyên đoàn phim người ta thấy ông bao nhiêu cái máy đây mà chưa kêu là có đoàn phim. Ông có một cái máy không với một khoản quan với một con trợ lý thôi. Kêu cái đoàn phim quay ra bắt không biết diễn viên nào cứ lụm đại vô trong đóng phim. Quan trọng là ý đồ mà. Ý đồ cái gì? Ý đồ kiểu này rồi ai coi? Ông đi ra ông lừa lọc người ta hả? Không, tôi phải làm không được. Không có khả năng. Tôi phải làm được. Tôi phải làm bộ phim thật hay. Tôi quyết chí là như vậy. Quyết chí làm như vậy ít nhất phải có trình độ. Thì tôi đi học. Đúng, nếu ông đi học tôi hy vọng phim ông sẽ hay. Đúng, tôi còn thời gian mà. Tôi có quyền đi học. Đi học đi. Còn anh? Ờ. Đi chết đi. Ta cháu quần chúng không xong nữa. Nghĩ sao dầm chân khóc người ta. Mặc đồ hít ốp. Đúng là đồ cho chê. Mày vô đó coi con chó nó cắn mày nè. Đi rủa người ta. Đạo diễn hả ông? Tự nhiên ông xúi tôi đi chết là tôi phải nghe lời ông hả? Còn lâu. Tôi còn làm được nhiều việc quá mà. Tại sao tôi phải chết? Để rồi ông coi. Thằng này không bao giờ chết đâu ông. Ha, nếu nó buồn đi tự tử. Bực bội à. Bỏ xuống. Chưa thấy đứa con nuôi nào như mày. Hơ. Quá đáng. Bất hiếu. Không lễ phép. Không có kính trọng người trên kẻ dưới gì hết. Mày giỡn mặt không à? Tao nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Tao là ba nuôi mà. Ba nuôi mày mà mày không tôn trọng tao là sao? Con tôn trọng ba mà. Tôn trọng cái gì? Nghĩ sao đi bi ơn mày giành đào của tao? Tại nó thích. Tại nó thích con chứ bộ. Tại sao? Tại sao thích mày? Hả? Tại con đẹp trai. Trời ơi, nghĩ sao đẹp trai? Hả? Giỡn mặt không à? Bây giờ vậy. Một chút mẹ hỏi á thì nói đi đâu? Hả? Bi ơn. Thì nói đi hợp. Nghe chưa? Dạ. Hợp về vấn đề gì? Hợp về vấn đề bánh bao. Hợp bàn giao. Hay nữa bà không à? Nhớ chưa? Nhớ. Vô vô mà giành giật bo mày cũng nói tao là sao? Đúng rồi. Con hẹn trước với ba rồi. Hai cha con bàn tính kỹ rồi. Tự nhiên vô trong lúc bo phá giá. Mày mắc cười hả? Tao lớn tuổi tao già tao phải bo hơn mày chứ. Ba có tiền ba chơi cứu con chơi không nổi. Rồi nè. Cầm cái họng lại nghe chưa? Dạ. Không được nói lời nào nghe chưa? Dạ. Đến đi. Nín á. Dạ, 1,5 triệu. Đây. Dạ, cảm ơn ba. Vậy nãy ba bò đúng giá rồi. Tưởng cho mày hả? Không có đâu. Hở môi là chết cả đám á. Giờ này không biết bả làm sao rồi. Về nhà thấy em ngu rồi hết muốn. Chán thiệt. Gì? Có làm gì dưới vậy trời? Rồi, thấy không? Cho ông xã vừa mới hả? Chắc đậm đậu, chổng rồi hả? Đợi em chút xíu nha, em đang lỡ tay em lên liền. Ôi trời ơi. Ôi trời, chồng về rồi hả? Cái gì? Bữa nay sinh nhật anh nhớ không? Ôi về sớm hả? Trời ơi. Mừng. Duy. Thôi đèn thở về thấy cơm hiu thấy quải. Nguyên nồi cơm hiu luôn. Nhìn hết muốn ăn rồi.
của em thiêu lắm anh. Em thấy em thơm chứ đâu có thiêu đâu anh. Ba làm quá. Anh ơi mà sao kỳ quá, vợ chồng gì đâu mắc cười quá. Mỗi lần vợ mà gần chồng có giống như con cùi con hủi vậy con. Sao vậy anh? Sao cái gì? Hôm nay sinh nhật anh nhớ không? Nhớ. Em nấu nhiều món lắm á. Em nấu món gà, bởi vì em biết anh thích ăn gà đó. Thôi hồi nãy ba có bảy con ăn gà rồi. Nhưng mà gà này em làm nó khác gà ở ngoài. Em làm cho anh món gà là 7 món luôn á. Nhưng mà có một món em biết chắc chắn anh thích, đó là gà hấp hành đó anh. Gà hấp hành ăn cho nó khỏe đó ha. Anh đói bụng chưa? Có gà sống không? Mày đánh nó mày. Gà sống hả? Gà sống bán cho. Có gà chết không? Có gà chết không? Sống xong mình giết nó chết có không? Đúng rồi đó, em mua 7 con á, em đang trọng á. Dạ. Vô lấy nấu ăn em. Anh đói rồi phải không? Đói rồi. Đợi em đi chợ mua gà nha. Anh xin lỗi anh, để nói chuyện với con nuôi á. Dạ. Trai ngồi đi con. Con mệt không? Dạ cũng hơi mệt. Chở ba đi hoài phải mệt đúng không? Dạ mệt chứ. Uống cà phê nghe. Dạ. Đúng rồi, uống cà phê cho nó thỏ đó, nó đừng có buồn ngủ, anh lái chở ba con đi cho khỏe ha. Cà phê Trung Nguyên nha. Dạ. Đợi má đi chợ mua luôn á. Dạ. Nhanh một tiếng hồ à. Gà với ra cà phê là tổng cộng tiếng rưỡi đi nha. Đợi má. Ồ mà thôi, uống nước suối đi con. Bởi vì sao má nghĩ là người ta nói một câu gì 70% cơ thể ta là nước á. Cho nên uống nước nha. Nước thì có. Uống nước hả? À? Ủa sao con nhìn má dữ vậy? Má đẹp lắm hả? Không có, con tưởng tượng cái nét này nó lạ quá. Má cũng thấy má lạ lắm á con. Dạ, bây giờ người ta cần lạ lắm vậy. Thấy không? Thấy vợ con ha? Thấy buồn chưa? Hỏi mày uống gì không giờ hỏi tao. Nói vậy quên nữa chết cha trùng. Ôi trời xin lỗi chồng, đã bậy. Vợ vậy chán quá. Em bậy quá. Vậy chồng uống gì? Nước cam nha. Thôi không uống cam đâu, mới đi uống bưởi về rồi. Thôi quá, dưa hấu, mới ăn dưa hấu về. Nước suối, mới uống nước suối về rồi. Mà chồng uống gì chồng uống, nhưng mà vợ vô vợ pha cho chồng ly nước cam hột sữa hột gà được không? À, cái gì cũng được rồi, mệt quá. Đợi em đi mua cam luôn nghe. Vợ tôi bị mắc dưới không ta? Bà bữa nay sao thấy má lạ lạ bà? Lạ cái gì? Điên khùng gì đâu. Nói đã đời xong cuối cùng mua được gì hết. Sao kỳ ta? Chán rồi, chán không biết bưng nước ra đây bưng bằng cái gì nữa nè. Dạ đây nước đây nè, rồi xong em đi chợ liền. Cái gì chứ nước? Đại, em cũng hào nước cho bà ngâm chân. Cảm ơn chân cũng tay hả? Dạ. Trời ơi này. Đem cho con uống á chứ. Trời ơi. Đi đâu? Bể hết rồi. Lý do gì bể? Hả? Thì nó đi hoài buồn quá, mỗi lần buồn là đập cái ly á. Quỳ ta nói hả, ta bao nhiêu đồ kiểu trong nhà má đập hết luôn con. Mà công nhận nha, mỗi lần cái tiếng mà ly nó bể, tụi nó đã, cái ốc nó đã lắm mà. Trời ơi, trời thích. Tiếng ly đi, tôi đi tiếp. Anh. Vô thay đồ đi. Thôi con uống này đâu, con có nước rồi. Ủa nói gì vô thay đồ đi nữa nè hả con? Dạ con chở ba đi họp nữa. Con uống này cho trời má thích uống này lắm, sao không mua cho má uống đi con. Này má uống đi, con chưa uống luôn á. Vậy mai mua cho má một thùng nha. Dạ. Má buồn quá. Hai má con mình tâm sự chút được không? Dạ được. Con nói thiệt với má, má có giống khùng không con? Không, thấy nha. Thương ba, lo lắng cho ba là tốt đấy. Có một người vợ vậy là phải đơn giản, má giờ ra đường hả? Kiếm không ra đâu. Nhưng mà vấn đề ba con không có nghĩ như vậy con ơi. Có, trời ba con cũng thương má lắm. Ba thương mà lo lắng đi đâu cũng nhắc má hết trơn á, thiệt. Má nói con nghe, nhiều khi má ước là con đừng có lớn vậy mà con chút xíu vậy thôi. Dạ. Để má được ẩm bồng, bởi vì con nhỏ gì con đâu có đi xa được. Dạ đúng rồi. Thì những lúc con khóc thì má cho con bú. Rồi con. Rồi. Má phải trả cho con. Má túm lại là má thương con nít lắm con mà. Xong ba con á, mỗi lần má muốn đẻ ba con không chịu con ơi. Ba con nó còn trẻ mà đẻ cái gì? Mà trẻ cái gì con? 30 mấy tuổi rồi. Mà hình như ba con không có thương má. Không phải, ba sợ má cực, má hiểu không? Trời ba thương má lắm. Con nói bậy rồi. Trời ơi, cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ là được làm mẹ và làm vợ con ơi. Trời ơi, con thiệt, ba thương má lắm. Đi đâu cũng nhắc cho trời, đi với con suốt ngày. Trời tao mệt, bảo quá mày ơi, tao mệt quá, nhắc má hoài hả? Thiệt luôn á. Nhắc mà mệt có nghĩa là đâu có thương đâu con. Mệt là mình lo lắng để mình mệt, thì má hiểu không? Đó, bởi vì má nói nhiều khi má buồn lắm á con. Vợ thì má làm hoàn thành rồi, mà nhiều khi má càng lo cho ba con thì cái điều đó đối với ba con là cái điều giống như là sỉ nhục hay sao á. Lo ba con bực hay sao á. Má muốn có con lắm con ơi. Mà
Mà con biết nhiều khi má buồn lắm á nha. Dạ. Cái má quận trí quá, bị trong bốn bức tường không thôi. Đúng rồi, buồn chứ. Làm gì giờ má đi chợ má mua đủ thứ trên đời mới về, má nấu nguyên một bàn luôn á con, để cho ba con về ăn. Mà nấu đợi tới nỗi má gục má ngủ trên bàn luôn, mở mắt ra ba con vẫn chưa về. Rồi sáng rồi cơm lạnh canh nguội đổ cho chó ăn con, riết rồi con chó nó mập hơn con á. Con nó bự lắm con à. Cái này hơi quá nha má. Con mà cho với chó. Má làm vợ là má quá đủ quá đầy. Má làm theo cái câu mà ông bà xưa hay nói là là một người vợ hoàn hảo á thì ở nhà thì như con sen đúng không con? Đúng, ra đúng. Đường thì như bà hoàng đúng không con? Đó cho nở mặt nở mày đúng rồi. Lên giường á, đi ngủ. Đúng rồi, ba con mỗi lần về là 5, 1, 2, 3 là ngủ mất tiêu, má cũng ngủ thôi. Hai cái điều kia má làm được, ở nhà thì má như con sen đúng con thấy không? Còn lên giường thì má ngủ cũng đúng rồi. Mà chưa bao giờ má được làm bà hoàng con ơi. Bởi vì ba con chưa bao giờ chở má đi ra đường á con. Mà má nghĩ má buồn nữa con. Không phải, tại ba bận nữa má ơi. Má đừng có trách ba thiệt á. Lúc nào ba cũng nhắc má hết trơn á. Thiệt, đi đâu cũng nhắc hết trơn. Con có công nhận là má có quyền hỏi ba con không? Đúng, má có quyền má vợ mà. Đó, má vợ má quyền hỏi. Má hỏi đi đâu? Đúng. Tại sao giờ này mới về? Đúng. Đi đâu đúng không? Nhưng mà má không muốn. Bởi đúng rồi, sao? Má không muốn. Nhiều khi đàn ông á đi làm ở ngoài về mệt con biết không? Đúng đúng đúng. Mình hỏi hạch sách, má hỏi má quan tâm thôi. Người ta bực chứ người ta bực. Đó, cái người ta bực. bực cái đi nữa má buồn nữa con. Đúng đúng. Bởi vì nhiều khi bây giờ con suy nghĩ đúng không? Má không hỏi ba con thì má có quyền hỏi con chứ. Đúng, mà con trả lời không là quyền của con chứ đúng không? Đúng, nhưng mà má không thích. Cái bản tánh của má là không thích hỏi những cái chuyện của ba con. Thấy không? Hay á, đó hay á, má có thấy hay á. Sáng giờ ba con đi đâu vậy con? Con không có gì giấu má hết trơn. Má biết cái tính con mà, thật thà chất phát từ xưa đến giờ. Ba đi đâu là con nói cho má nghe. Đây, hồi sáng á. Tâm sự, hai mẹ con lâu quá mới tâm sự. Mày gọi gì đó mày? Dạ đâu có gì đâu à. Mày đi. Dạ. Ba. Gì? Hồi nãy ngồi tâm sự với má ba. Má thương ba quá ba. Ừ, biết, tao biết. Lo lắng từng chút một luôn á. Đúng rồi. Thiệt á, lo lắng từng chút cái biết, gì biết. Ừ. Cái áo, cái quần, cái dài, cái dép. Mà bây giờ con với ba mày đi giấu má những chuyện đó ấy nấy lắm mà. À, hiểu rồi. Không, con nói thiệt. Biết, biết mà. Ê, này, không phải. Gửi cho anh Thúy, gửi cho anh Thúy. Không phải, ba đừng hiểu lầm, mày hiểu không? Mình có chuyện gì đó, mình có lỗi với người vợ là mình phải tự thú, mình xài cái chữ đi cho nó dễ hiểu. À, hiểu không? Đó. Má, con không có giấu má, tại thật. Luôn con hàng luôn. Thực ra là ba là lo lắng gia đình. Ba lo từng chút một. Con Hằng, con Thúy, con Lan là lo hết. Trời, lo cho gái. Ba nhân viên cấp dưới. Còn nữa. Còn nghĩ luôn con nghĩ luôn. Con nghĩ luôn. Con nghĩ là lo luôn. Nó làm thư ký mà má. Trời. Mà ba. Còn con Huệ có nói không? Con Huệ tội nghiệp con Huệ lắm. Gia đình nó khá hiểu không? Huệ má mì thì cũng nhắc nữa. Trời ơi má, con Huệ nó tội lắm má ơi. Trời, má mì mà cũng bo luôn. Huệ nó dễ thương lắm. Này ông nội. Con. Dạ. Bởi má nói cuộc đời má chịu đựng, nó nói nhiều khi mãnh liệt quá. Đó. Mắt nhắm mắt mở, má sống thôi con ơi, nhiều khi không được đâu, má nhắm luôn hai con mắt cũng được. Đúng rồi, người phụ nữ là mình phải chịu đựng má ơi, hiểu không? Bị thương chồng đó. Thương con mà con. Bà thấy không? Một người vợ vậy mà má chê cái gì nữa? Ba thì... Má biết là... Giờ má hỏi con gì thôi nha. Dạ. Ba con cho con nhiêu tiền để mà con nói dối má vậy? Không mấy bây giờ má cho con 1 triệu để con nói thiệt với má hết, con nói không? Má nói gì? Không có như má không nói, má nói chơi. Má chơi thôi chồng em ơi. Con thiệt với má, con là con nuôi má thôi. Tại vì má thấy con dễ thương, thật thà, đẹp trai, xinh xắn. Má đem về má nuôi thôi. Nhưng mà con phải vì đồng tiền. Không, má phải vì đồng tiền, con phải. Má nói là má xúc phạm với con rồi. Má xin lỗi. Má xúc phạm rồi con không chịu. Không. Con đi về, ba tiền của ba con trả hết. Con không lấy một cắt luôn, con trả hết luôn á. 800 mà mày không lấy luôn hả mày? Con bỏ luôn. Má xin lỗi. 1 triệu của con đâu? Hả? Ở đây hơn, đây 200. 1 triệu đâu? Má. Con cũng dễ sợ, nó chơi chứ má đâu có tiền. Má không... Cho con xin lại đó được không? Mày nói luôn đi. Tự nhiên chửi con. Trời, má dành đào giờ chửi má. Bi ôm. Trời hù người ta. Má làm con biết nói. Đây. Bi ôm mà không phải ôm một con, mà là ôm một bầy. Một con là nói xấu má một điều, mà 10 con là má bấy nhầy luôn. Thấy chưa? Một người đàn ông như vậy má thương làm cái gì? Má thương làm cái gì? Thấy chưa? Lắc luôn rồi. Mày. Mày! Sao con sao? Mày biết ý tao muốn nói gì chứ vậy? Không hiểu. Đi ra khỏi nhà.
vợ mà bà dám bắn tôi hả? Ai muốn đây à trời? Cũng may là súng giả. Súng thiệt là tôi còn gì. Bà bắn tôi đúng không? Vợ chồng mà dám ha? Được. Chồng. Tôi đi. Bà nhớ nha, bắn tôi nghe chưa? Ha, súng giả ha. Chồng ơi, đừng có đi. Trời ơi. Trời ơi, làm vợ sao mới được hoàn hảo, mới được vừa ý chồng đi trời ơi. Có ai cứu tôi không trời ơi, khổ quá. Có anh nào đây hốt em không, em khổ lắm rồi. Alo, alo anh hai hả? Đứa nào á? Em nè, em vợ của Lộc đây anh. Ủa thím bà hả, có gì không mà khóc sùm vậy? Ơi, heo, heo rồi. Hả? Heo. Thím cần heo gì? Heo mi à. Cái gì? Heo mi. Ở đây có giọt xia với heo mọi chứ làm gì có heo mi. Heo mi là cứu em đó trời ơi, em đang dùng. Trời ơi, cứu thì nói cứu, có chuyện gì vậy? Anh ơi, để em hít thở sâu em bình tĩnh nói chuyện với anh mới được. Hả? Rồi, em bình tĩnh rồi. Bây giờ trước hết em muốn hỏi anh hai là em có gửi cho anh hai cái email á, anh hai có nhận được chưa? Tôi đâu có trồng nấm đâu gửi mail cho tôi chi. Email ơi, email mình tập tiếng đó anh hai. À cái internet á hả? Dạ. Có, bữa bé ba nó có in ra cái MIL của thím gửi đó mà. Dạ, cái MIL, anh thấy em sao anh hai? Khi mà anh nhìn cái hình của em á, em chỉ gửi cái cặp mắt của em xuống thôi đúng không? Anh nhìn cặp mắt của em, anh thấy nó còn hút không? Hút hồn không anh? Hút hồn đúng không? Quyến rũ không đó, em muốn anh trả lời vậy thôi. Tại vì anh là người thương em nhất đúng không? Anh trả lời đi. Còn nếu mà em nghĩ là phụ nữ mà cặp mắt không còn hút hồn nó coi như là chết đi cho rồi đúng không? Bây thôi giờ, em nói không có được nha thím ba. Dù gì tôi cũng anh chồng thím nha. Thì anh chồng em mới hỏi chứ chị chồng em hỏi chi trời. Bây giờ vậy em khổ lắm rồi. Em của anh á, suốt ngày gái gú thôi, không có lo anh em hết trơn á. Từ ngày cưới em xong bỏ bốn bức tường á. Bây giờ anh lên đây giải quyết đi, không em tự dặn em chết cho anh vừa lòng, cho anh em anh vừa lòng luôn á. Cái gì? Anh đang ở đâu? Ở trước cửa nè bà nội. Ôi trời ơi, nãy giờ đứng đây hoài bấm chuông mai mở hết rồi. Trời ơi, em đang mở cửa. Ờ khoan. Dạ. Bây giờ thím nghe lời tôi, cái tật gái gú của nó tôi biết rồi. Cái thằng này á, nói hoài nó cũng vậy à. Bây giờ á, thím nghe tôi nghe không? Dạ. Dạ. Dạ rồi. Ủa đơn giản vậy thôi hả anh? Rồi, thôi giờ tôi đi ăn cơm cái đã. Rồi chút nữa tôi về, nghe không? Dạ, dạ, rồi lát anh hai ghé nha. Rồi, rồi. Trời đơn giản vậy thôi trời. Ủa được không ta? Tự nhiên ông kêu mình điện thoại rồi, kêu ông về mà phải điện thoại nói chuyện vui vẻ là sao? Làm theo lời ông coi. Hello honey. Ở đây lộn số rồi chị ơi, không ai đây là con Ki hết á. Hello honey, em là vợ của anh nè. Lộn số rồi. Không, em là Phượng vợ của anh mà lộn số cái gì. Ủa vậy hả, có gì không? Hello honey. Em là Phượng. Điên hả? I love you. Là nhập viện nào vậy? Có gì không? Ai em rồi sorry. Bà thích ăn thì bà đi mua sari đi, nói hoài nhảm nhí quá. Ai đúng rồi. Tôi xì lý quá rồi. Cái gì lúng túng muốn hiếu vậy? Đúng rồi, em làm theo anh. Bây giờ bà muốn là gì mà nói đi, mà không tôi cúp máy á. Em muốn là I want to make love rồi nữa. Em muốn làm cái gì? Em muốn làm cái gì nha? Tôi không có về. Về đi anh, quay về đi anh. Không có về. Quay về đi, về. Về để bà bắn tôi hả? Anh về, anh không về, em tự giận em chết. Hả? Cái gì? Em tự giận em chết. Bà tự giận hả? Đúng. Cảm ơn nha. Nhưng bây giờ, em nói em chết anh cũng vô tâm, vô tư đúng không? Em ngu gì em chết, em chưa trả hiếu cho ba mẹ em chết làm cái gì? Em sẽ về quê. À. Mà trước khi em đi em không lấy cái gì trong cái ngôi nhà đó hết. Cảm anh ơn. Cứ ở đi. Ừ. Em chỉ lấy vàng và hột xoàn của anh thôi. Hả? Trời. Alo. Ông này đụng cái vàng hột xoàn là ông quay về nhà trong vòng một nốt nhạc. Thôi, không cần lấy cái gì của anh đâu. Nhịn miệng anh. Nhịn miệng.
ngôi nhà buồn khổ. Giỡn mặt hả? Vòng vàng giấu đâu, làm gì biết? Làm gì biết mà đòi lấy? Trang trường vợ. Em ơi, tên gì cho anh hỏi, nhà ở đâu, số mấy, đường gì, còn đi học trường chi, lớp mấy, tuổi bao nhiêu, bạn em ít hay nhiều? Anh muốn em trả lời câu nào? Trả lời hết luôn nha, trả lời hết luôn nha em. Anh ơi, hoàn cảnh của em cũng khổ lắm, em sẽ kể cho anh nghe. Kể đi em. Nhưng em mượn âm nhạc được không anh? Kể trên nền nhạc hả? Em sẽ kể trên nền bài hát nha anh. Hay quá em ơi, kể đi. Nhạc em ở đợ. Vậy mà chơi nguyên bài hát luôn à? Dạ thưa anh, tại vì bà chủ kêu em tới đây để làm cho gia đình này. Em mới ở dưới quê lên cho nên em không biết. Trời ơi dễ thương quá, ăn nói chân chất quá, dễ thương quá em ơi. Em ơi em là... Anh đừng có đứng gần. Ủa, ở sao? Dưới quê trước khi lên thành phố má em dặn là đừng có cho đàn ông đứng gần. Ủa, nếu má biết cho đứng gần má la. Tôi đứng gần cái gì đâu má la. Má la đó. Cho anh hỏi nè, em là ai? Dạ thưa anh, em tên là Mai. Mai, trời dạ. Dễ thương quá. Mai ơi em tên gì? Em biết cái bối rối của anh khi anh gặp nhan sắc của em, anh quýu vô. Em còn quýu đó. Xin lỗi anh tên gì? Anh tên Lộc. Dạ, em chào anh Lộc. Anh Lộc đẹp trai quá à. Em ngồi. Tự nhiên thấy anh Lộc xong rồi em quên cái vụ má la luôn rồi. Em ngồi. Ngồi. Dạ. Ngồi đi. Thôi thì mì. Hồi giờ ở dưới quê em ngồi toàn ngồi bằng cái đòn không à. Bữa nay em mới được ngồi salon đó. Hãy ngồi đi em. Cảm ơn anh nha. Em giàu quá. Giàu ghê á. Có gì đâu giàu anh. Có sâm hột hột nè. Rẻ đó. Rẻ dưới quê em bằng ruộng nè. Thành thử ra kiến nó cắn em gãi riết cái nó thành hột xoàn vậy đó. Kệ nó đi, miễn là gái quê là được. Dạ. Rót nước cho em uống nha. Ủa làm người ai làm thế mà làm thề ai làm ngươi. Người làm mà đâu có để chủ rót nước được. Vậy anh uống nha. Dạ anh uống đi. Trời ơi, đổ nước hết trơn rồi. Để em đi kiếm cái nùi dẻ em lao. Đây em ơi, đồ dẻ đây. Anh để đi cho em làm công chuyện của em. Em làm cho đúng sở trường của em nha anh. Em xin phép anh em làm việc đó. Lao đi em. Ủa nước nó chảy tới đây mà sao tới đây nó vẫn còn chảy vậy? Romine đi, nước quá trời. Em em không có chịu. Gì em gì vậy? Hồi nãy giờ anh lợi dụng anh đổ nước để cho em lao nhà để anh đĩa cái dừa trái cây của em. Trời em ơi, em đừng nghĩ ban anh hết. Anh đâu có gì vậy đâu. Anh nhìn thương. Giống bưởi năm roi không? Nhìn thật kỹ là nó là bưởi năm rồi đó. Em ơi, em ở dưới quê lên chắc xa lắm hay là bây giờ em vô, em tắm đi nha. Đồ em lau nhà nó dơ hết rồi. Em xin phép anh em vô em thay đồ nha. Em vô đó. Anh đừng có vô nha.
Trời ơi. Anh vô má la đó. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Cái gì vậy? Da bưởi nó rụng. Cái gì nữa vậy em? Cái gì vậy? Dạ trái dừa, trái dừa. Thì trái cây thất mùa quá rụng miết. Ủa tôi nhớ lên đâu sách vỏ sao mà trái cây rớt hoài đó. Anh ơi em không có chỗ thay đồ, em đứng giữa đường em thay luôn đó nha. Hả? Anh không có được vô đó nha. Đứng giữa nhà thay luôn hả? Anh ơi em cởi áo đó nha anh. Trời ơi em ơi. Hả? Cởi áo hả? Trời ơi. Xây qua đi em, xây qua đi em. Xây qua. Xây qua đi em. Em ơi xây qua đi. Thôi không có xây được anh ơi. Không. Sao có vậy? Cái gì để xây hết. Trái cây thất mùa không có gì để xây sinh tố hết. Em nói sao vậy? Xây qua đi mà. Trời ơi. Rồi em thay xong rồi đó nha. Trời ơi, ra đây em ơi, ra đây em ơi. trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, cũng may vợ mình nó đi rồi. Trời ơi, nó sung sướng làm sao. Ủa, em mới thay đồ mà em cảm lạnh luôn à hả? Dạ không phải, hoàn cảnh. Cái mền của anh mà. Không phải mền, em đem dưới quê lên mà. À, tụi ai cũng vậy nhưng mà trong nhà không được đắp mền, nó xui lắm nha em. Nha, trong nhà không được đắp mền. Ủa sao kỳ vậy em, sao em làm gì vậy? Má em biểu đi đâu cũng phải mang cái áo giáp này theo. Tại con gái chưa có chồng ra đường con trai nó về. Má em đâu. Em mang cái này em muốn công sương sống luôn rồi. À, ngồi đi nghỉ đi em, ngồi đi nghỉ đi. À, ngồi xuống đi cưng. À, trời ơi mới đi dán đẹp bây giờ dán kỳ quá em ơi. Trời ơi. À, chà đó. Em ơi, em thấy khí hậu nhà anh nó sao? Nóng không? Dạ nóng. À, cởi áo đi, nóng quá. Thôi anh đừng cởi ra, má em nó ngồi nói chuyện với đàn ông mà đàn ông người ta cởi áo ra đó là mình có bầu đó. Trời ơi, cởi áo. Má em biết má là. Ơi, má làm gì la, cởi ra nha, nóng quá à. Ôi, mát liền thấy không? Em cởi nút áo nha. Em cởi rồi nè. Cởi nút áo nha. Thôi anh đừng cởi nữa má là đó. Để em cởi cho. Trời ơi. Em cởi cái cuối cùng luôn á hả? Dạ cái cuối cùng luôn. Em đừng có cởi. Em đừng có cởi. Em cởi. Không phải em cởi. Má anh la. Bây giờ mình vô chổng cho ba má khỏi la nha. Vô chổng làm gì? Thôi em sợ lắm. Cạo gió. Cạo gió hả? À, cạo gió anh. Ủa anh trúng gió hả? Không có anh bị đau bao tử. Đau bao tử cũng cạo gió được hả? Nó cạo trước bụng á, nó hết liền à. Dạ dạ, để em vô em cạo cho, nhưng mà phải chùm mền cạo nha. Chứ nếu không má biết má la nữa. Thì vô chổng chùm mền nha. Vô chổng chùm mền nha em. Dạ. Trời mi nhon quá à. Trời ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, cởi áo em ơi. Anh ơi, sao anh cởi áo nhanh vậy? Tranh thủ em ơi. Má ơi, chiến này con la rồi. Trời ơi, em ơi, đảo á. Trời ơi, em ơi, tê người quá em ơi. Tuyết rơi. À, anh ra anh uống nước nha. Anh uống ly nước xong anh vô nha. À, lấy nước đi. Xong anh vô liền cái cơn. Trời ơi. Hay đã quá. À, trời nước đâu rồi. Trời nước. Khát nước quá. Khát nước. Ủa, là sao? Ủa gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ, ghiền thuốc hút thôi kỳ gì. Ủa, vậy nãy giờ anh nằm ở chổng với ai? Ai biết. Tôi dán giống em đó mà. Có không? Mà thấy vui không? Ủa sao nãy em thì mị? Mà anh thấy vui không? À, vui. Ủa, hồi nãy em thì mị lắm, sao em hút thuốc kìa? Dạ thích ghiền hút mà.
Nhiều người chống lại. Tìm hiểu đi. Ai cũng vậy. Miễn là quá đã, quá đã. Ai vậy ta? Vợ của anh nè. Ủa gì nãy giờ là em á hả? Chứ anh nghĩ là ai? Tưởng nữa là nhỏ nhỏ hút thuốc này không à? Ủa gì là sao? Không hiểu hả? Trời ơi sao đẹp lộng lẫy vậy trời? Ủa, em quen cái hả? Dừa này đâu có ăn dừa kia. Dừa này bán lẻ, dừa kia bỏ xỉ luôn à. Em quen hả? Quen bà nội mày, tao nè, anh hai mày hả? Này ủa anh hai? Bực bội à. Ủa trời ơi chị. Anh hai có công nhận với em là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và không thích làm đẹp, đúng không anh? Đúng rồi. Để cho chồng em thấy rằng em không như chồng em tưởng. Em cũng rực lửa quá phải không anh? Quá, rực lửa đỏ kè đó. Hai em xin lỗi anh, nãy em đi làm đẹp, nếu mà em về chậm chút xíu là trời ơi anh quần anh bấy nhầy phải không anh? Trời ơi, nó giật tao hai cái tao muốn xỉu luôn đó mày. Đốt. Đốt cái đầu chứ để làm gì? Tại mày đâu có muốn giữ cái nhà này đâu. Tao cũng châm lửa tao đốt mẹ cho nó xong. Trời. Em sao đi được em? Em đừng có nuối tiếc gì hết, đi thì đi luôn đi, đừng có quay mặt nhìn lại. Phép anh em quay lại nói chồng em câu nữa thôi. Thôi nói đi. Anh thì lúc nào cũng gay gu. Anh phải biết là em cũng là gái vậy. Anh thấy thường nó gái đẹp nữa là khác à. Đâu anh tính đổ nước cho em soi. Bây giờ em mới nói anh câu là cái người chán anh là em chứ không phải là anh nữa. Em đi luôn đi, đừng có quay lại. Cúng có hồn đừng nên quay lại. Ủa anh hai nói gì kỳ vậy anh hai? Đúng rồi, tao đuổi nó đi luôn á. Anh không giúp tôi thôi, anh còn chửi. Giúp con khỉ vậy? Thôi, cứ ăn rồi lo gái gú, không lo chuyện gia đình. Thôi này bây giờ anh... Cái gì? Anh giúp giùm em đi. Bây giờ anh chạy theo nói vợ em giùm em một tiếng đi anh hai, được không? Tao là anh mày trong phải ở đỡ. Tình cảm gia đình mày phải tự lo. Không nhưng mà giờ vậy. Đúng rồi. Giờ vợ em á, nghe lời chị hai lắm. Bây giờ anh thuyết phục chị hai đi. Chị hai đâu anh? Chị hai đâu? Bà bỏ tao rồi. Là sao? Tao mới quen con bé ba có một ngày mà biết được bỏ luôn mày. Ủa? Bây giờ chị hai cũng bỏ anh. Rồi bây giờ chị hai ở đâu? Chị hai làm gì vậy? Bà đi làm ca sĩ rồi. Chị hai làm ca sĩ? Lấy tên gì anh? Cẩm Ly. Hả? Trời anh gan lắm mày. Bà tên là Thị Mén á, bây giờ bà đổi Cẩm Ly luôn á. Sắp sửa bà đóng hè luôn rồi. Thôi giờ vậy mình đi đi, em đi tìm vợ em. Anh đi tìm để tao đi tìm bà hai coi bà đâu rồi. Vậy đi.